Thằng hôm nọ mà nó đi tìm rác ấy. Vừa rồi á? Ừ. Đâu? Ở đâu? Ở trên trên cây thông to này. Hai cây thông to này. Chỗ cây thông to á? Ừ. Bây giờ nó còn ở đấy không? Đấy. Nó mới... Đó là như thế. Ừ. Thế bây giờ thầy mới bảo là bây giờ cái phong nó nhập vào cái thằng ấy. Phong nhập thằng đấy á? Phong nó nhập vào cái thằng ấy. Nên thằng ấy bây giờ đéo lấy vợ. Thế bây giờ phải đi trên này để cúng nó rồi để bắt cái phong ấy. Bằng cái rã to to thôi. Nó bé thế đấy á? Ừ. Bé thế thì làm sao mà gọi là ngôi mộ được nhỉ? Cái mộ là cái kiểu con bé này không phải là chôn ở đấy, mà con bé này chết ở đấy. Cái chỗ khu vực này là không có cây an xoa rồi mọi người ạ. Cũng như là cái cây bồi chát để chữa răng. Ui. À, đồng chí này, đồng chí chăn bò. Cái gì không? Cái thằng hôm nọ mà nó đi tìm rác ấy. Vừa rồi á? Ừ. Đâu? Ở đâu? Ở trên trên cây thông to này. Hai cây thông to này. Chỗ cây thông to á? Ừ. Bây giờ nó còn ở đấy không? Nó không biết nó còn ở đấy mà có khi nó về rồi tao gặp cách đây có độ có tiếng rồi. Tiếng rồi á? Ừ. Như nào? Có cả thầy cúng. Có cả thầy cúng á? Ừ. Mới lại hai ba người nữa. Hai ba người, một con gái với lại hai ba con trai. Ừ. Thầy cúng. Vâng. Bốn người. Ừ. Cách đây tầm tiếng rồi cơ. Tiếng rồi. Chỗ nào không? Ở chỗ cây thông to nọ tao chỉ mới đấy. Hai cây thông đấy. Ừ, hai cây thông đấy. Ồ. Thế thì đúng rồi, cái chỗ hai cây thông mà. Ờ, không, đấy nó không cái lấm bé bé thôi. Chỗ đấy có cái lấm á? Ừ, có lấm bé bé thôi. Sao không nhìn thấy nhỉ? Bởi vì là cái hai nó lên thắp hương nó cúng ở đấy mà. À, ừ. Lên thắp hương cúng ở đấy á? Ừ, thế thì tao cũng ở đấy, chân bò ở đấy, tao thấy thì cũng cái kiểu như là mấy thằng nó, anh em đi cùng với nhau, nó bảo là cái vong của con bé này nó theo cái thằng này. À. Đấy. Nó theo thằng này, không cho thằng này, nó bỏ thằng này, hôm nay 37-38 tuổi rồi. À, 37-38 thế ừ. Thì, 37-38 thế thì đợt trước, nếu cách đây là bao nhiêu năm cụ thể, ông có biết là bao nhiêu năm? Nó vào khoảng độ 12 năm. 12 năm? Ừ. 12 năm, thế lúc đấy là mới có 30... 2 mấy? 3, à, ừ. 2 mấy? Có 2 mấy? Thằng này 25. Ừ. Thằng này 25, con kia 21. Ừ. Ừ. Thế xong là như nào nữa? Cái con ấy khi đi... cái kiểu đi chơi đi bời lấy cây thuốc cây men gì nó bị cảm. Dạ. Yeah. Nhưng mà nó cõng bể mới rơi cái dép. À. Đấy. Nên à, nó mới ra là như thế. Ừ. Thế bây giờ thầy mới bảo là bây giờ cái phong nó nhập vào cái thằng ấy. Phong nhập thằng đấy á? Phong nó nhập vào cái thằng ấy nên thằng ấy bây giờ đéo lấy vợ. Thế bây giờ phải đi trên này để cúng nó rồi để bắt cái phong ấy. Ở lại cái nấm mộ ấy, không đi theo này nữa. À. Đấy. Thế là thầy cúng lên cúng với lại người nhà nó, hai người với nó đó, là ba người. Đấy. Thế là tức có nghĩa là cái vòng của con bé này. Ừ. Trước kia là chúng nó yêu nhau. Thề thốt với nhau rồi. À. Đấy. Thế nhưng mà chẳng may bị cảm đột tử chết mẹ mất. À. Thế nhưng mà sao cháu lên cái cây thông nó không nhìn cái lấm nào nhỉ? Có cái nấm bé bé thôi, nó chỉ bằng cái rã to to thôi. Nó bé thế đấy á? Ừ. Bé thế thì làm sao mà gọi là ngôi mộ được nhỉ? Cái mộ là cái kiểu con bé này không phải là chôn ở đấy, mà con bé này chết ở đấy. À. Đấy, gọi là mộ vong thôi. À, gọi ừ. Là giống như kiểu là để tưởng nhớ ở chỗ đấy thôi, đấy. Chứ không phải là mộ chôn đúng không? Đúng rồi. Thế thảo nào bởi vì là vào trong rừng này là nhiều, bởi vì là cái lấm mà giống như kiểu là cái gốc
cái tổ mối ấy. Ừ. Nó ấy lên thì mình nhìn nó còn to, nhìn xong rồi nhìn lấm nó khác chứ. Thế nhưng mà nó cũng không phải là liên quan gì đến cái mộ Hoa Kiều ở trên đấy đâu, phải không? Không, không, nó không liên quan gì đến cái mộ cả. Đúng rồi, bởi vì là cái hôm trước ấy, hôm trước là cháu lên trên đấy là cháu gặp người nhà của cái mộ Hoa Kiều ấy, thì là đúng vào cái ngày giỗ của người ta. Thế là lên trên đấy hỏi thì mới biết là không liên quan gì đến cái chỗ đấy. Mình thì mình cũng chỉ hỏi là cái mộ này là lai lịch ở đâu, mới từ bao giờ, thì cũng bảo là cái này từ các cụ đời ngày xưa. Thế là đến ngày giỗ người ta đến người ta thắp hương. Thế là cái thằng đấy bây giờ mới hiểu ra câu chuyện. Thế nhưng mà nó đã giải quyết được chưa? Nói chung là thầy cúng rồi, còn xong đầu về bây giờ còn đi lên cái mộ mà chính thức chôn ấy. Vâng. Đấy, chính thức chôn ấy. Bây giờ lên trên lúc nãy là lên trên cái nấm mộ đấy, nấm mộ đây này. Vâng. Là để chiêu hồn. Gọi vong về. Gọi vong về xong về nhà rồi còn cúng khấn xong đầu ra cái mộ mà chôn thật ở quê đó cơ. Đấy. Người ở đâu ông có biết không? Người Nam Sách. Người Nam Sách á? Ừ. Người Nam Sách mà đi tìm cây thuốc cây men gì đấy. À. Ừ. Đấy thuốc Nam mà. Thế nhưng mà ông có biết, ông có hỏi là tại sao mà những cái dép đó ở khắp nơi xuất hiện ở nhiều nơi như thế không? Đầu cái dép nó rơi có một cái thôi bên trên trái. Cháu biết rồi. Ừ. Thế nhưng mà hôm trước là cháu gặp là mỗi nơi, cứ mỗi nơi cháu đi lấy cây thuốc này, cũng đi lấy cây thuốc này xong là lại gặp ở một số nơi cơ, đặt ở trên tảng đá. Xong là cái hôm trước thì lại có cái dép. Cái thằng nó kể này này, cái đấy nếu mà bình thường ra nhìn giống hệt cái dép thật đấy, nhưng mà dép mã thôi. Nó mang đi, nó mang cái thằng, chính cái thằng ấy là mang đi cứ mỗi một đoạn nó để vất một hai cái ở dọc địa đường ấy. Không đấy. Dép thật cơ. Mà đúng đó. Đúng một cái dép đây luôn. Chứ còn cái dép mã thì cháu không biết là hay là nó mang đến xong nó đốt nhỉ. Dép mã thôi. Không, dép mã nhưng mà nó không đốt. Thằng nó bảo nó không đốt, nó chỉ dài đường thôi. Không, cái dép này là dép thật. Cháu nhìn đây là dép thật. Cái dép thật là chỉ đúng một cái dép màu trắng. Cái dép trắng, thật là cái dép bên chân trái mà hồng. Cái dép mà cái lúc mà nó bị cảm đấy là thằng này cõng nó thì nó rơi mẹ đường nên là dép thật. Đấy. Chứ còn về sau này 4-5 năm sau thì bắt đầu thằng này đi lấy vợ, thầy đi tìm người yêu hỏi mấy đứa cuối cùng cũng chẳng lấy được cái gì cả. Về sau này bắt đầu bây giờ thầy mới bảo là bị cái có một cái vong nó theo. Cho nên là nó hãm không thể lấy vợ được. Phải xem tìm cách mà cúng khấn thì là chiêu hồn chiêu vong cho nó. Mượn thầy trên này chứ. Thế thì hai cái thông to mà sát nhau đấy đúng không? Ừ, hai cái thông to đúng rồi, sát nhau đấy. Hôm trước cháu gặp như thế này. Để cháu lấy cái chân máy quay xong rồi cháu ngồi nói chuyện với ông một tí. Thế hôm trước là cháu gặp mấy trường hợp như thế này ông ạ. Là cái dép ấy. Là cháu gặp ở một số nơi. Là cái dép thật này. Mà nhìn đúng như thật luôn. Có một cái dép mà cái cách đây tầm khoảng 4 năm hôm nên là rất là phí. Thế nên là khi mà phơi khô được cái củ giấy như thế này thì mọi người có thể sử dụng được cực kỳ là lâu dài và cũng như là bảo quản được rất là dễ dàng, nên là mọi người chỉ có việc sử dụng thôi, bỏ ra đun nấu và khi mà ở nhà mình gói cân và bỏ ra để cân lên nó rơi khoảng tầm 10 đến 20 gram cái củ giấy này. Để sắc nước để uống thì sẽ hỗ trợ cái vấn đề là ung thư và cũng như là ung nhọt cũng khá là hay, khá là hiệu quả. 4-5 hôm một cái dép thật, 4-5 hôm là cháu gặp cái là cháu chặt, cháu băm hết ra. Thì hôm sau mà cháu bảo cháu gặp ông xong là ông nhìn thấy có cái thằng đấy đấy nó vào ấy. Thì cháu đi tìm thì các nơi là không thấy dép nữa. Và kể cả cái dép mà chặt là không thấy. Không thấy ở đấy nữa. Xong là ngày hôm qua. Hôm qua là cháu gặp cái dép ở đúng cái cây thông, hai cây thông to ấy. Xong rồi tự nhiên nó hóa bốc cháy mà. À đây, kinh. Không hiểu tại sao tự nhiên nó bốc cháy.
Thế xong là cháu cũng đinh ninh, cháu cứ nghĩ là không biết là hay là cái vong của con gái, cô gái này là làm sao, có vấn đề gì, oan ức gì. Thế thì hôm nay mới nghe ông cả là như thế. Hôm nay là đi hỏi 3-4 đám, cứ hỏi được xong bỏ nó không lấy được. Thế nó cuối cùng mới xem thì thầy bảo là không, cái vong nó theo, vong con gái nó theo. Thế giống như kiểu là thầy non huệ hẹn biển đúng rồi. Xưa rồi xong đúng rồi. Kiểu cô gái cô ấy tiếc đúng không? Đúng rồi. Thế là cứ đi theo cái, cứ đi theo ngày đó thằng này. Thế là thằng này bây giờ là phải nhờ thầy lên đây để gọi là xin đấy phải không? Gọi là bắt vong ấy. À, bắt vong chứ không phải là xin đúng không? Bắt vong về để giải thoát cái vong ấy đi. Thế thì hôm trước là cháu cũng không ở với cây thông đấy, là cháu cũng hóa vàng, cũng viết đấy xong xuôi hết ở đấy rồi. Nhưng mà gặp đúng cái trường hợp đấy là tự nhiên cái dép nó lại hóa đấy. Mà không hiểu tại mẹ sao đang ấy như này, cháu cháy. Đang ngồi như này bình thường như này mà tự dưng là cái dép nó bốc cháy này. Mà không hiểu kiểu gì thôi. Mà hình như là có nghe, cháu như kiểu là có nghe thấy cái tiếng hét ấy lên đấy. Giống như kiểu là có cái oan ức gì hay là làm sao ấy. Nhưng mà không phải người ta trêu mình mà nó giống như kiểu người ta muốn nhờ cái gì. Nhưng mà chưa thấy nhờ. Thế thì thế nào? Cách đây tầm tiếng à? Cái này có lộ tiếng hơn tiếng rồi. Liệu bây giờ còn ở đấy nhỉ? Về rồi. À. Về rồi. Thế cháu hôm nay cháu lại lên trên đằng kia, cháu đang đi lấy cây ở trên đằng đấy. Và đi vòng về này xem tình hình như thế nào. Thế này lại không. Đến ông đây, thì lại không có số điện thoại. Đến đây 9 giờ sáng. Từ 9 giờ sáng? Từ 9 giờ sáng mà cho đến là hơn gần, phải hơn 11 giờ đấy về. Thế con bé đấy có nhập vào ấy không? Không biết có nhập hay không, thấy thầy bắt về. Thế là chứng tỏ là trong vòng mười mấy năm là cứ lai vãng ở vùng này thôi. Cứ lai vãng mà cái phong cứ theo thằng đấy. Ngoài 3-4 đám có đám là hỏi rồi nhưng mà cuối cùng gần đến ngày xin cưới nó lại. Thế không phải là thằng này là người Trung Quốc không? Không phải. Người Việt. Ở Nam Sách mà. Thế thì hôm nay mới hiểu được cái câu chuyện tại sao là như thế. Nhưng mà cũng không biết là có đi một cái xe ô tô 4 chỗ đỗ ở trên này. Trên đầu. Thế thì đi cũng khá xa chứ còn gì nữa. Đi mãi nó phách ra đây mà. Ô tô Innova. Một cái xe Innova. Thế nhưng mà cháu không biết là thầy có làm được hay không cái việc của vấn đề là bắt vong ấy. Không thấy bắt quyết và xin biết thấy ác lắm. Như nó tay chân rồi dao giữa rất nẻo xẻng cả. Chắc được. Bởi vì là cũng có thể mình thì mình cũng không nhìn được, thực ra là cái vấn đề tâm linh này thì mình cũng không nhìn thấy. Mà cũng không biết là giải thích được cái đấy chỉ có thầy biết thôi. Đấy chỉ có thầy biết đấy. Thế thì bây giờ nếu mà đã thầy đã đến rồi mà bảo được thì cứ phải theo thầy thôi nhỉ. Còn sau này thì xem như nó thế nào như thế nào thì phải hồi sau. Vâng, bởi vì là còn liên quan đến vấn đề như là thầy có cao tay hay không, hay là thầy có làm đúng hay không, hay là bắt được chưa, hay là như nào thì mình cũng không biết được. Thế thì hôm nay mới hiểu được câu chuyện như thế. Hóa ra là cái câu chuyện là như vậy. Nhưng mà chắc có lẽ là cháu đi rừng như này là bởi vì là lâu lâu mới kiểu là có duyên đấy. Thì là mình cũng gặp cái trường hợp như thế, chắc là người ta cũng đang muốn là nhờ cậy mình cái vấn đề gì. Đúng rồi. Ôi nhưng mà đến mà ngồi thắp hương mà tự nhiên nó bốc cháy cũng ác ấy nhỉ. Cái cháu đang ngồi như này mà tự dưng ngay chiếc dép nó ngay ở đây. Lúc đấy là không biết là đang suy nghĩ gì, tự nhiên nó bùng cái này. Không hiểu tại sao.
Thế xong rồi, sợ luôn. Mà cháu cũng nghĩ là, lúc đầu cháu nghĩ là hai cây thông đấy có khả năng là vong ngụ đấy. Thế nhưng mà nếu mà vong ngụ ở đấy thì ví dụ như người người mà đi làm rừng không này, mà thế đéo đâu mà hai cây thông ấy, cả hai cây thông to thế mà không đéo mặt nhựa nào. Có đéo. Cháu thấy mới đéo, bởi vì là mới đéo được cái phần dưới này thôi. Mới đéo thôi chứ còn trước kia thì nó to đùng, còn tất cả mọi hai bên này thì là cái sẹo nó liền hết rồi. Kín hết rồi. Thế là mới đéo thôi chứ không phải là đéo lâu rồi. Thế là hay là khả năng là kiểu là mới đẽo mới đục như thế, đâm ra nó quấy quả điều gì nhỉ? Không, nó quấy thì quấy người đẽo chứ sao quấy được kia được. Đấy, có phải không? Thì thế. Mà thầy nó bảo là có một cái vong nữ, thế là cách đây hơn chục năm rồi, cứ theo suốt như thế thì lấy sao được vợ. Đấy. Thế nên là về đầu mượn thầy cúng ý. Cứ làm theo cái tâm linh cho nó gọi là thỏa lòng cho nó đỡ ấy thôi nhỉ ông nhỉ. Thực ra thì cái chuyện tâm linh này cũng khó bởi vì hai đứa quen nhau từ lúc thằng này 25 tuổi, con này 21 tuổi. Mà đến bây giờ thằng này 37 tuổi, hỏi 3-4 lần vợ có lấy đâu. Thế thì hôm nay mới hiểu được câu chuyện tại sao lại như thế. Bò không lại lượn đâu, ta lại phải đi chăn nữa. Vâng, thôi đi chăn bò này mà không đi theo bò là cũng nhiều lúc là cũng ấy đấy. Thôi được rồi, cái ngày hôm nay là mới ông đi xem xong là đấy, đấy mọi người, ngày hôm nay thì mới đi, mới biết được cái câu chuyện là tại sao là xảy ra cái vấn đề như vậy. Thì mình cũng rất tiếc là ông đi làm này thì ông lại không có điện thoại. Ông không có điện thoại nên là ông không gọi được cho mình, chứ không là mình biết được cái số điện, biết được thông tin thì lên trên đây để quay cho mọi người cùng xem, để mọi người cùng hiểu được cái thông tin nó như thế nào. Thì thôi, cái video này mình cũng sẽ xin phép kết thúc đây. Câu chuyện thì bây giờ nó cũng dần như là sáng tỏ rồi. Còn bây giờ thì mình lại tiếp tục cái công việc thôi, đi rừng lấy cây thuốc thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.